Chuẩn bị đồ làm mài cho chị Sa chưa? Thay hai máy cho chị luôn, máy thằng Thánh với máy Giang Sung luôn. Được chứ chị? Em biết làm mấy chứ, nhưng nó đều làm sẽ không có ok đi làm. Không có, có người đọc khách quá hoặc là bay về rồi với lại sẽ không. Thank you.
nhiều quá chị chứ ta. Hai con rùi thôi rồi. Sáng nay mở cửa hơi là có rùi nó vô. Sáng nay không có khách kìa, sao mấy đứa mở cửa. Cửa trong khóm. À bác, cái máy mà cái bàn máy bàn á bị hư hết, còn một cái xài được cơ hả? Cái kia không có cục cán. Mình có máy, cái máy mình có hai cái máy. Hai cái máy. À, mình có hai máy thôi. Bốn cái bút. Bút thì có mà không có đó, tại vì đi cái máy nó cái kim nó chạy khóc này. Mà đi vào cái cục đen nó cái kim chạy khóc này. Không có nhịp bàn. Lúc nào cái nhịp của hắn sẽ không có nhịp bàn đó. Ừ. Hai hiệu chỉ cắm điện thôi mà đang hai ghế ta. Tự nhiên bữa rồi thứ bảy luôn, hay ế kia luôn á, cái hồi thứ bảy ế lắm nghe. Nghĩ là thứ bảy là dành cho gia đình không? Không nghĩa thời gian gần đây bị như thế thôi, chứ còn trước là thứ bảy chủ nhật đông lắm thảo. Có nghĩa thứ bảy muốn chứ chủ nhật cũng như cái dạp hết trơn á, rộn đông lắm, không có chỗ ngồi luôn á. Trong ngày thì thường là thứ bảy